Hình ảnh nhìn thấy đầu tiên sẽ cho biết bạn có bị coi là người lạnh lùng. Một ảo ảnh quang học cho thấy hai hình ảnh khác nhau có thể tiết lộ rất nhiều điều về tính cách của bạn, nhưng tất cả phụ thuộc vào những gì bạn nhìn thấy đầu tiên. Mới đây, một hình ảnh được Mia Zilin chia sẻ trên TikTok khiến cho những gì bạn nhìn thấy đầu tiên có thể là một cái cây hoặc đầu sư tử. Theo Mia Zilin, nếu bạn nhìn thấy cái cây đầu tiên, bạn là người thích thư giãn ở nhà hơn là ra ngoài và giao lưu. Một buổi tối lý tưởng của bạn sẽ được dành cho việc trên giường với một cuốn sách và một chương trình truyền hình hay. Cô nói, bất cứ khi nào bạn hạnh phúc, cảm giác tốt đẹp không bao giờ kéo dài lâu. Nhưng bất cứ khi nào bạn buồn, bạn cảm thấy như thể bạn sẽ không bao giờ thoát ra khỏi trạng thái trầm cảm của mình. Ngoài ra, nếu bạn nhìn thấy con sư tử đầu tiên, thì bạn sẽ cảm thấy lúng túng khi gặp gỡ những người mới và ghét nói chuyện phiếm. Virgilin giải thích, bạn thường gây ấn tượng đầu tiên với người khác bằng phong cách lạnh lùng và không thân thiện, nhưng sau khi hiểu rõ hơn về một người nào đó, bạn trở nên ấm áp và tự nhiên. Còn nữa, điều bạn mong muốn nhất vào thời điểm hiện tại có khả năng trở thành sự thật, vì vậy hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm. Đoạn video sau đó đã lan truyền nhanh chóng, thu hút tới 82.000 lượt xem và một số bình luận từ người dùng mạng xã hội. Tôi nhìn thấy sư tử và đó là sự thật, một người viết. Một người thứ hai bày tỏ, thật đúng về tôi. Trong khi đó, người thứ ba tiết lộ, tôi đã nhìn thấy con sư tử và mọi điều Mia Zilin nói đều là sự thật. Còn bạn, bạn đã nhìn thấy gì đầu tiên? Hãy nêu cảm nghĩ của mình trong phần bình luận dưới bài viết này. Cuộc tiệp, theo The Sun.